Hai chào cả nhà. Thì hôm nay Thi Lê tiếp tục quay trở lại và làm cái đoạn clip và muốn thông báo cho cả nhà biết về một cái tin tức rất là khẩn cấp luôn. Thì cách đây vài phút thì Thi Lê có nhận được một cuộc điện thoại của một người phụ nữ tuốt ở ngoài Cà Ná, Phan Rang ở Ninh Thuận á cả nhà, ở tỉnh Ninh Thuận á, thì có cầu cứu Thi Lê, nói là có một con bé chó coi như là đang cần Thi Lê cứu đó cả nhà. Thì người phụ nữ này có chia sẻ với lại Thi Lê là thì chị là một người Phật tử, mỗi ngày thì chị từ nhà rồi đi lên chùa làm công quả, rồi xong xuôi á thì chị quay trở về nhà, thì cứ ngày nào cũng như ngày đó hết trơn á. Thì hôm nay thì chị từ ở chùa làm công quả xong, chị quay trở về nhà thì chị thấy trước nhà là nguyên một cái vũng máu luôn, be bét máu luôn. Thì chị hết hồn, chị không biết cái chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chị đi vào nhà thì chị thấy là con bé chó coi như là đôi chân sau của nó nát bét hết trơn luôn đó, và coi như là chị khóc rất là nhiều luôn và chị không biết mà để cầu cứu ai hết trơn á. Thì chị đã để con bé chó ở nhà và chị đi vòng vòng chị kiếm tất cả các trạm thú y khắp nơi luôn, nhưng mà ngoài Ninh Thuận á thì không có cái trạm thú y nào hết trơn cả nhà. Nói chung có nhưng mà cũng là cái lặt vặt thôi chứ người ta điều trị không có được. Nhưng mà cuối cùng thì chị cũng đã kiếm được một người bác sĩ, và cái đôi chân của bé chó này á coi như là nát bấy rồi, thì bác sĩ đã tháo khớp cho bé. Nhưng mà cái điều quan trọng á là chị nói là khi mà chị đi chùa, đi làm công quả ở chùa thì chị quay trở về nhà thì chị thấy cái hiện trường như vậy rồi. Thì chị nghĩ là chắc chắn thì con bé chó này của mình á, nó đi vòng vòng, nó đi tiểu cái đái gì ngoài đường á thì nó bị xe cán thôi. Nhưng mà trong trong 3 ngày, mà chị đi kiếm mà những trạm thú y mà để cứu mấy bé đó, để cứu bé chó đó, thì coi như là cái đôi chân của bé giống như là đang hoại tử từ từ. Và cuối cùng thì cũng đã có bác sĩ và đến thăm khám cho bé, thì cưa chân cho bé. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là mấy hôm nay vết thương của con bé chó nó không có lành mà nó bị nhiễm trùng hoài luôn. Thì chị coi như là chị khóc rất là nhiều và chị đã gọi cho tất cả các trạm cứu hộ rất là nhiều luôn nhưng mà không có trạm nào nhận hết trơn á. Và cuối cùng thì chị đã gọi điện thoại cầu cứu Thi Lê đó. Thì Thi Lê nghe cái người chị tâm sự, bây giờ chỉ có Thi Lê cứu chị thôi. Cứu bé thì bé mới được sống thôi, tại vì cái vết thương của bé đang bị nhiễm trùng rất là nặng luôn đó. Nhà thì khó khăn, gia đình thì khó khăn. Thì Thi Lê nghe như vậy thì coi như là chịu cũng không nổi nữa. Bây giờ Thi Lê nói bây giờ chị có thể quay cái clip và có thể gửi cho em và em làm cái clip quyên góp được hay không, thì chị cũng không có thể mà quay được cho Thi Lê nữa đó. Bây giờ chị không có tâm trạng nào mà để quay video để gửi cho Thi Lê được hết trơn á. Thì bây giờ Thi Lê sẽ chạy ra hỏi bạn của Thi Lê và mượn cái số tiền gấp và để thuê một cái chiếc xe và để cho cậu Dũng lên đường chuẩn bị rước, chạy đi từ Đồng Nai đi ra Phan Rang, Cà Ná, Ninh Thuận á, rước con bé về liền ngay lập tức luôn và để cho bé nhập viện khẩn cấp để cho mà điều trị cái đôi chân của bé, để mất công nó sẽ dẫn đến cái tính mạng của bé. Thì hôm nay Thi Lê làm cái clip này cũng muốn thông báo cho cả nhà biết là như vậy, là coi như cái tình trạng gấp rút thì Thi Lê sẽ liều luôn là đi mượn tiền của bạn, xong xuôi là thuê chiếc xe rồi rước con bé chó về, rồi xong xuôi á rồi tính sau. Thì mong Thi Lê mong tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân nào, nếu ai có quan tâm và yêu thương đến bé thì mỗi người chung tay một ít để có thể giúp Thi Lê, để có thể mà hoàn trả lại số tiền của bạn Thi Lê mà Thi Lê đã mượn và thuê chiếc xe mà rước con bé từ Ninh Thuận về tới Mái Ấm nha cả nhà. Thì cả nhà cũng thấy trong thời gian gần đây thì coi như là Mái Ấm Thi Lê liên tục giải cứu những con bé chó bị chủ bỏ rơi, ở những con bé chó bán trong lò mổ, rồi có những cái hoàn cảnh mà khó khăn cũng gọi điện thoại cầu cứu Thi Lê. Thì cả nhà cũng biết thì hiện tại, tính đến thời điểm hiện tại thì Mái Ấm của Thi Lê á, hiện tại đang quá tải, và cái điều quan trọng ở đây thì càng ngày càng chật kín. Và cái điều quan trọng thứ nhất nữa là coi như là không có gạo và thức ăn cho mấy bé ăn. Thì cả nhà cũng thấy rồi,
Bây giờ một ngày nó ăn, bây giờ Thi Lê cho ăn một ngày có một cử thôi, thì mỗi cử là khoảng đúng tầm 3 giờ chiều, thì Thi Lê cho ăn là một một cử như vậy là gồm 80 cân gạo và 14 kg thịt và mười mấy ký rau củ quả nữa đó. Thì Thi Lê hôm nay cũng muốn tâm sự cho cả nhà biết, máy ấm thực sự quá tải. Nhưng mà cái điều quan trọng là tại sao người đó không gọi cho tất cả các trạm cứu hộ mà duy nhất chỉ gọi cho cầu cứu Thi Lê thôi. Thì hôm nay Thi Lê cũng lên đây tâm sự và chia sẻ luôn. Thì cả nhà cũng thấy đó, thì ở Việt Nam thì tất cả các tỉnh thành luôn, hình như là Thi Lê thấy là hầu như bây giờ tỉnh nào cũng có trạm cứu hộ chó mèo hết trơn á. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái người mà gọi cầu cứu Thi Lê thì báo là thông báo cho Thi Lê là trước khi gọi cho Thi Lê biết máy ấm của Thi Lê đang quá tải. Nhưng mà cái điều quan trọng là bây giờ cần Thi Lê cứu, tại vì những trạm cứu hộ kia họ đều từ chối một cái cách thẳng thẳng thừng luôn, là không nhận, quá tải, không có kham nổi. Thì bây giờ là tiếp tục quay trở lại và gọi điện thoại cầu cứu Thi Lê. Thì cả nhà cũng biết rồi, thì nếu mà nói mà từ đây đi ra Phan Rang, Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận á, thì nếu mà chạy chạy một cái chiếc xe hơi hay là một cái chiếc xe tải gì đó thì có thể là chạy đi chạy về luôn là khoảng là hơn 700 cây số, 700 cây số cả nhà, hơn 700 cây số. Thì cả nhà cũng thấy trong thời gian gần đây thì cứ liên tục những hoàn cảnh toàn là cấp cứu, toàn là những bé chó ở tỉnh không mà Bạc Liêu, Cà Mau, coi như là đủ thứ chuyện hết trơn á. Bạc Liêu, Cà Mau, Tiền Giang, rồi hôm nay đến Ninh Thuận nữa. Thì Lê cũng tâm sự thật với lại cả nhà, mỗi lần thuê một cái chiếc xe mà 7 chỗ á, mà chạy từ đây đến cái chỗ mà rước mấy con bé chó, thì cái tiền xe chẳng hạn như là phải hơn 6 triệu, có thể là gần 6 triệu và có thể cũng là hơn 6 triệu. Do là tiền xăng nè, tiền thuê xe nè, rồi tiền phí cầu đường nè, là chưa có tính lặt vặt cái tiền mà ăn uống vô nữa đó cả nhà. Cái đó là Thi Lê chưa có tính phần ăn uống nữa. Và cái điều quan trọng ở đây là nhiều khi đi tỉnh thì Thi Lê đôi khi mà đi xa quá thì Thi Lê không có thể mà đi theo cậu Dũng được. Và thứ hai ở đây á, không có tốn tiền tài xế, tại vì Thi Lê bỏ tiền ra thuê chiếc xe thì cậu Dũng hy sinh, coi như là làm công không luôn, không có lấy tiền bạc gì hết trơn của Thi Lê hết trơn á. Đó, chỉ làm tài xế và coi như là hỗ trợ cho Thi Lê để giúp cứu mấy bé chó thôi. Đó, thì Thi Lê tâm sự thật luôn, nếu mà trong cái thời gian mà kéo dài như vậy á, tiền thuê xe cả nhà cũng thấy đó, mỗi lần 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu mà nó dồn vô nguyên một cục, có thể là hơn cả cái số tiền mà mình mua một một cái chiếc xe nữa đó. Thì Lê cũng tâm sự cho cả nhà biết, ở cách đây vài ngày có một cái người chị cũng ở bên Mỹ nói Thi Lê, nếu mà Thi Lê mà làm cái clip mà quyên góp mua một cái chiếc xe 7 chỗ gì đó thì chị sẽ hỗ trợ cho Thi Lê là với số tiền là 2.000 USD. Thì sẵn tiện cái clip này thì Thi Lê cũng muốn bày tỏ và tâm sự cho cả nhà biết luôn. Nếu mà nói thật, nếu mà Thi Lê mà có số tiền mà tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân hùn lại và quyên góp lại để cho Thi Lê có thể mua một cái chiếc xe 7 chỗ, mà thường khi mà cả nhà thấy cậu Dũng với lại Thi Lê thuê chiếc xe màu trắng mà giống như cái chiếc 7 chỗ đó, thì bây giờ cái giá thành ở ngoài á, thì có thể là 600 mấy là xe mới luôn, 600 mấy chục triệu có thể là xe mới, và có thể là nếu mà xe cũ thì có thể là rẻ hơn đó. Thì cái chiếc xe đó đó thì Thi Lê đã tính rồi, nếu mà thực sự ước mơ của Thi Lê thành hiện thực thì cái chiếc xe 7 chỗ đó Thi Lê mua về và tháo tất cả các ghế ở dưới đằng sau ra, và có thể là để những cái chuồng đó luôn, để những cái chuồng sắp lên xe có thể là được 4 cái chuồng lớn đó. Thì cả nhà cũng thấy rồi, nếu mà mình thuê cái mình nếu mà mình thuê một cái chiếc xe, cái xe hơi đó có thể vận chuyển mấy bé đi, nó sẽ được thoải mái hơn và cái độ giám sát của mình nó sẽ ok hơn, với lại nó có máy điều hòa cho mấy bé nữa đó.
chứ mình đi mà những cái chiếc mà xe hàng, xe tải này nọ thì nó bít bùng, nó ngợp lắm, mà nó có thể mà trời nắng nóng á, nó có thể sốc nhiệt và nó có thể chết trên đường mà trên đường mà mình đi cứu trở về máy ấm của mình nữa. Ủa luôn á. À, hai chục cả nhà. Thì hiện tại cậu Dũng đang chuẩn bị đồ trên đường đi ra ngoài tới Phan Rang, Cà Ná, Ninh Thuận luôn cả nhà. Thì người phụ nữ Thi Lê nhận được điện thoại cầu cứu của người phụ nữ ngoài đó, thì nói là con bé chó thì của chị là nó bị tai nạn hay bị cái vấn đề gì đó thì bây giờ chưa có rõ ngọn ngành như thế nào, mà bây giờ trước tiên thì trước mắt là thấy hình của bé là bị cụt hai chân sau rồi đó, mà hiện tại trong cái tình trạng là bé đang bị hoại tử rất là nặng nề luôn. Nhưng mà không biết vì cái lý do gì mà chị này cũng không có gọi cho máy ấm ở ngoài đó. Máy ấm ngoài đó là cũng của có em gà lang thang ngoài đó đó, nhưng mà cứ gọi cầu cứu Thi Lê thì bây giờ thôi, Thi Lê phải đành lòng coi như là bỏ số tiền ra, coi như là thuê chiếc xe và cậu Dũng chuẩn bị đồ nè cả nhà. Tại vì nghe nói là bé hai cái chân bé đang bị hoại tử rất là nặng luôn, giờ phải mua tấm nệm hết 90.000, với lại cái lót cho bé tã này nọ nữa. Đó cả nhà thấy đó, chẳng hạn như nếu mà máy ấm của Thi Lê thì có một cái chiếc xe 7 chỗ thì nó sẽ ok hơn, cái phần tiền mà thuê xe còn lại để dành cho mấy con bé chó ăn nó sướng hơn. Như cả nhà thấy bây giờ chuẩn bị thuê chiếc xe chạy ra ngoài đó là 5-6 triệu bạc luôn nè đó. Nhưng mà đi xe tải á, thì thứ nhất á, thì nó vào cái khung giờ cấm, nó bất tiện lắm, có thể công an có thể thổi xe mình lại và hỏi giấy kiểm dịch này nọ. Nhưng với lại cái điều quan trọng là đi xe tải nó sẽ làm cho con bé chó sốc nhiệt, và mình không có thể nào mà kiểm soát được con bé chó của mình ở trong cái tình trạng sức khỏe như thế nào đó. Thì còn xe hơi á, thì thứ nhất nè, có máy điều hòa và có thể là bật những cái bản nhạc kinh Phật cho bé nghe luôn vẫn được luôn cả nhà, đó nó rất là sung sướng luôn đó. Bây giờ trước trước mắt là Thi Lê thấy là coi như là tốn tiền xe 5 triệu mấy nữa cả nhà. Thì bây giờ cái người phụ nữ này gọi cho Thi Lê thì giống như là chỉ cũng nói sơ 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 vậy đó, chứ chị không có mà biết cách quay clip gửi Zalo như thế nào. Thì bây giờ trước tiên cái điều quan trọng là bây giờ là cái tình trạng gấp rút là phải chở bé về đây và mang vào bệnh viện để coi cái đôi chân của bé tháo khớp và điều trị như thế nào. Chứ nếu mà chờ mà đăng tải lên quyên góp lên thì chắc chắn thì coi như là không biết đến chừng nào mới cứu được bé. Mà từ đây đi ra ngoài đó là bao nhiêu cây số vô? Chưa biết chính xác địa chỉ, nhưng mà chị chỉ nói là ở Phan Giang, thì bây giờ Phan Giang là hơn 400 á. Thì đó, thì bây giờ nói tóm lại là bây giờ là Thi Lê sẽ coi như là đi ra mượn tiền hàng bạn đỡ để thuê chiếc xe cho cậu Dũng lái ra ngoài đó đó. Và cái vấn đề thứ hai là mang về tới máy ấm xong xuôi rồi cho đi qua phòng khám luôn cả nhà đó. Thì nếu mà tất cả quý bà cô chú anh chị mình người nào ai quan tâm yêu thương đến bé thì hỗ trợ cho Thi Lê mỗi người một ít, để Thi Lê có thể mà có số tiền mà để chuẩn bị cho bé và có số tiền hoàn trả lại cho cái người bạn của Thi Lê nha cả nhà. Xe này hay đi rồi đúng không? Sao dưới nó hủng vậy hay không? À hay ghê ghê.
đẩy lên đến ở giữa đó. Không bồ. Sâu yêu. Rồi, thao mát luôn.